xin chào anh em, mình là hợp. À, trong các video trước thì mình có quay thì anh em có hỏi là và anh em có bảo là hãy review chiếc đồng hồ mà mà, mà hợp đáng đeo đi. thì trước uh, đó thì là một chiếc đồng hồ rất là đẹp và hôm nay thì mình sẽ làm cái video đó cho anh em xem. Uh, ở đây thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái hộp của perlet perlet và uh, chiếc hộp này là một chiếc hộp cũ rồi và đây là một chiếc qua sử dụng cho nên là mình sẽ cùng mở ra cho anh em xem ở phía trong thì mình sẽ có một cái uh, sổ và chúng ta sẽ có cái ngày mua của chiếc này là mua tại Nga năm 2017. Đó A3002.2. Thì đây là một chiếc perlet Tobillon thì uh, nó là một chiếc qua sử dụng và hiện tại là nó đang ở trên cổ tay của mình đây. Đó, anh em có thể thấy đây là chiếc đồng hồ rất là đẹp. Đó, và mình sẽ cùng bỏ ra để cho anh em xem. À, chiếc này thì được làm bằng vàng cho nên là cái trọng lượng của nó khá là nặng size của em nó là size 42mm và nó sẽ có cái độ dày vào đâu đó vào khoảng tầm 12.5mm và đây là một chiếc đồng hồ đẹp với cái giá retail phải nói là cực kỳ cao à, chiếc này là một chiếc sử dụng bộ máy là flying tourbillon đây à, mình sẽ view qua cho anh em xem à, bộ máy flying và toàn bộ thân là được làm bằng vàng các bạn có thể thấy bộ máy flying tourbillon này nó đang quay này Và với một cái bộ máy tourbillon mà chúng ta không có cái càng giữ thì nó sẽ được gọi là flying tourbillon Đó, Nó sẽ phức tạp hơn một chút so với cái dòng tourbillon bình thường Và ở đây thì Pirelli có ghi rõ là automatic flying tourbillon Phía trên này thì chúng ta sẽ thấy là logo Pirelli và một cái chuẩn chính xác là COSC là chronometer đó, chiếc này là máy uh, Tobilon, tuy nhiên lại có đạt được độ chuẩn chính xác là COSC, tức là loanh quanh khoảng 3 đến 5 giây một ngày. Uh, rất là ngon để anh em chơi. Uh, nói qua về cái chất liệu, thì chất liệu như các bạn thấy ở đây nó sử dụng là chất liệu vàng khối và nó là vàng 18K AU750. Cái mặt dial uh, này của chúng ta là mặt đen các bạn nhé, các bạn có thể nhìn thấy rõ mặt đen này. Tuy nhiên là cái kính của chúng ta có lớp tráng phủ chống lóa màu xanh, tím nên là các bạn nhìn các cái góc này các bạn sẽ thấy xanh tím rất là nhiều và thực sự là chiếc này thì độ hoàn thiện ở ngoài nhìn rất là đẹp ở phía trong này thì chúng ta sẽ có các cọc số được làm theo dạng hình kim cương và cọc số này được làm rất là đẹp ở phía trên là nhỏ dần còn xuống phía dưới là sẽ kéo dài dần ra còn ở phía ngoài này thì chúng ta sẽ có đó là cái vòng 12 giờ 12 cọc số và nó được làm màu đen bóng rất là đẹp với cái Kính của chúng ta có lớp phủ chống loá xanh nên nhiều khi chúng ta sẽ nhìn thấy là mặt giống mặt màu xanh tím. Lồng tô bi lông thì không nói rồi. Đây là lồng tô bi lông 60 giây. Quay chúng ta có thể nhìn thấy rõ là cái lồng của chúng ta đang quay rất là đẹp luôn. À, kính này các bạn có thể thấy kính sapphire có lớp phủ chống loá trong ngoài cho nên nó rất là trong. À, toàn bộ phần thân này là 42mm và cái phần càng lắc tu lắc này thì nó loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 50 cho nên là chiếc đồng hồ này thì sẽ không dành cho anh em nào mà tay bé được Và anh em sẽ phải tay khoảng tầm 17cm trở lên đeo là ok Các bạn có thể thấy ở đây cái phần thân bên của chúng ta thì sẽ có những cái đường sổ dọc à, Cực kỳ classic và đặc trưng của dòng Và bên phải này chúng ta sẽ có núm của Pele với logo chữ P Đó. Khi cần thì các bạn có thể lên cóp tay ở đây à, Phía sau lưng thì khi chúng ta mở ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là một cái bộ máy À, bộ máy của chiếc PLE này sử dụng ở đây đó là bộ máy in-house caliber P161 và bộ máy này của PLE thì là một bộ máy tobilon và nó có auto và cái thời gian tích cót thì rất là đáng nể là 110 giờ ở đây thì các bạn sẽ thấy mã của nó là A3002 và serial number là A0019 kính sapphire đây là chuyện vàng à, tất cả những chi tiết này thì đều được làm ở cái phần thân phía dưới mặt kính các bạn nhé cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là những cái chi tiết này của nó được làm rất là đẹp Cũng như là nó sẽ không bao giờ bị file mờ giống như các dòng sản phẩm khác Vì tất cả là nó đều được in dưới mặt kính Ở dưới này các bạn sẽ thấy một cái chuyện chữ P và chuyện 750 ở đây nữa Độ chống nước trên này là 3ATM Anh em vui lòng chống nước hoàn toàn Bởi vì với những cái dòng đồng hồ là tô lông thì chúng ta cũng nên là chống nước Cũng như là chúng ta chống... À, chúng ta chống nước và chúng ta chống uh, va đập là cực kỳ tốt à, chúng ta sẽ phải là tránh những cái đó vì nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến bộ máy à, bộ máy này có 110 giờ tích cót và có tần số là 4 hẹp tương đương với 28.800 tần số động các bạn nhé đi kèm mình sẽ là một sợi dây da cá sấu và một cái khóa gập rất là lớn khóa gập này cũng được làm bằng vàng khối luôn có logo chữ P ở phía trên và phần thân bên sổ rộng đúng như cái thiết kế của Pele và khi các bạn mở cái khóa này ra thì các bạn sẽ thấy phần ở dưới nó được làm rất là cứng. Đó. Và chúng ta cũng sẽ có đầy đủ chuyện ở đây. Đó, hai chuyện là vàng này. Chuyện 750 này, dòng chữ sweet made này. Và khóa này để sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ lật cái lưỡi gà này ra. Các bạn dùng sức các bạn lật cái lưỡi gà này ra nhé. Đó. Và sau khi lật thì các bạn sẽ đút cái dây vào đây. Và khi chúng ta đeo thì chúng ta sẽ chọn cái lỗ nó vừa chúng ta ấn cái lưỡi gà lên như vậy là xong thì trước này thì như mình nói là tay 17cm trở lên thì đeo sẽ là đẹp còn tay hiện tại của mình là 18cm thì mình sẽ đeo vào để sâu cho anh em xem đó khi mà đeo vào thì các bạn có thể thấy là chiếc đồng hồ tô lông này khi mà lên tay sẽ rất là đã luôn và nó có cái lớp phủ chống loá nên nhìn ở ngoài cực kỳ ảo diệu về cái vẻ đẹp của nó trước à, này thì có giá đi cực kỳ cao anh em có thể search cái mã là a ba 2 hai hai đó à, trên google và các bạn sẽ thấy ngay là cái giá trị của những cái sản phẩm này khi mà còn new và những cái sản phẩm này không được sản xuất nhiều nó chỉ được sản xuất ít thôi à, giá new của nó là bảy mươi hai đô tương đương với một tỷ sáu trăm chín mươi triệu còn à, hiện tại là chiếc đang trên tay mình thì cũng đã qua à, mấy chủ rồi và mức giá hiện tại thì bên mình về để lên tay cho anh em thì rất là hợp lý là 329 triệu chiếc đồng hồ này. Đi kèm với đó là chế độ bảo hành 5 năm cho anh em cùng với chính sách là check đầy đủ cho anh em hoặc là anh em thích check ở động được. Thì uh, chiếc Paletto long này đang có sẵn tại bên mình nhá. Anh em nào có thể thích có thể qua ICS để lên tay và uh, thử sản phẩm. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em